Thưa quý vị, lâu nay mọi người vẫn thường nghĩ là bệnh đái tháo đường chỉ gặp ở người lớn tuổi, người bị béo phì, ít vận động. Nhưng mà trên thực tế thì bệnh đái tháo đường cũng xảy ra ở cả trẻ em. Dù trẻ em bị đái tháo đường chiếm tỷ lệ không nhiều, nhưng điều này rất cần được quan tâm nhằm phát hiện sớm để điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc. Đây là một chia sẻ rất hữu ích mà chương trình Ngày Mới sáng hôm nay sẽ chuyển đến quý vị. Đây là em Nguyễn Minh Khang ở phường 11, thành phố Vũng Tàu. Mới chỉ 11 tuổi nhưng em Khang đang điều trị biến chứng nhiễm toan xê tông do một biến chứng nghiêm trọng của bệnh đái tháo đường tại khoa nhi bệnh viện Vũng Tàu. Theo chia sẻ của gia đình, ngay từ lúc 5 tuổi, Khang đã bị đái tháo đường tuyếp 1. Thỉnh thoảng gia đình phải đưa Khang đến bệnh viện điều trị, mỗi lần kéo dài 1 tuần. Biểu hiện đầu tiên của bệnh là Khang ăn uống rất nhiều, đặc biệt là thực phẩm ngọt, nhưng sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Sau một lần uống nước ngọt, Khang rơi vào tình trạng lơ mơ, phải nhập viện và được chuẩn đoán bị bệnh đái tháo đường. Từ đó đến nay, nhờ tuân thủ yêu cầu điều trị của bác sĩ nên sức khỏe của Khang cơ bản ổn định. Cháu nó cũng biết ý thức tốt, có như là biết bệnh của mình. Cháu theo dõi hàng ngày là ở nhà cháu có máy thử đường, cháu kiểm tra thường xuyên. Là cháu mà cảm thấy mà đường trên 200 hoặc 300 là cháu sẽ bớt ăn đi. Em Nguyễn Minh Quang, 16 tuổi, ở phường 7, thành phố Vũng Tàu, được phát hiện bị bệnh đái tháo đường tuyếp 1 cách đây 5 tháng. Hai tháng trước đó, Quang luôn trong trạng thái mệt mỏi, ăn uống nhiều nhưng sụt đến hơn 20 kg. Hiện Quang điều trị nội trú tại bệnh viện Vũng Tàu vì biến chứng nhiễm toan xê tông do đái tháo đường. Tuy nhiên, sau gần 5 tháng điều trị, sức khỏe của Quang vẫn chưa ổn định. Em thấy cũng không khác chứ cho lắm à. Vẫn thấy hơi mệt. Lúc nào em cũng cảm thấy là không có sức à. Mất sức. Làm gì cũng kiểu không có làm nhanh hay dứt khoát được. Theo thông tin từ bệnh viện Vũng Tàu, bệnh nhi bị đái tháo đường dần dần không còn là trường hợp hiếm gặp tại bệnh viện. Trung bình mỗi tháng, bệnh viện tiếp nhận 2 đến 3 trường hợp, nhưng đa phần đều được đưa đến trong tình trạng bệnh ở giai đoạn nặng. Diễn tiến của đái tháo đường thì nó rất là âm thầm, mà nhiều khi là nếu mà phụ huynh không để ý thì sẽ không có chẩn đoán ra được cho con mình. Ví dụ như là trẻ sẽ có cái tam chứng là trẻ ăn nhiều, khát nước uống nhiều, đây là trẻ đi tiểu nhiều nhưng mà trẻ lại rất là sút ký. Những trẻ như vậy thì cha mẹ nên đưa đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám xét nghiệm để tìm ra một cái chẩn đoán sớm. Đa phần trẻ em bị bệnh đái tháo đường đều ở tình trạng tuyếp 1. Nguyên nhân của tình trạng này là do tuyến tụy không còn khả năng sản xuất đủ insulin. Và những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường tuyếp 1 cần được điều trị bằng insulin thì mới có cơ hội sống. Vì vậy, bên cạnh việc tạo lập cho con thói quen ăn uống, vận động hợp lý, khoa học, thì các bậc cha mẹ cũng phải chú ý đến các biểu hiện bất thường của con như ăn quá nhiều, nhất là chất ngọt, mà vẫn sụt cân, thì phải nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời, tránh để con gặp phải những biến chứng lâu dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống về sau.